Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là cách sử dụng lotion để đạt được hiệu quả. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này, Trang có hai phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về lotion và công dụng của chúng. Và thứ hai, Trang sẽ trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là cách sử dụng lotion đạt được hiệu quả. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo video ngày hôm nay của Trang chia sẻ đến tất cả các bạn. Trong công thức chăm sóc da, đặc biệt là cái công thức skincare của các bạn đó, thì đòi hỏi rất nhiều các quy trình đúng không ạ? Và chúng ta phải thực hiện tuần tự theo các quy trình đó để chăm sóc làn da của mình một cách tốt nhất. Và hôm nay các bạn lại quan tâm đến lotion trong việc hỗ trợ làm đẹp cho làn da cũng như mang cái khả năng chăm sóc da cho mình. Thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu lotion là gì. Lotion là một trong những sản phẩm dưỡng da hàng ngày mà các bạn hay sử dụng đó, nhưng mà các bạn không biết nó tên gọi là như thế nào thôi. Và sản phẩm này thì nó được kết hợp giữa dầu và nước để tạo nên một cái chất lỏng sền sệt, mang đến cái hiệu quả chăm sóc và nuôi dưỡng làn da của các bạn. Và cái kết cấu của lotion thì nó sẽ mỏng nhẹ hơn so với kem rất là nhiều. Hoặc đơn giản hơn, khi sử dụng lotion, nó sẽ giúp cho da của các bạn cung cấp một hàm lượng ẩm cần thiết, bởi vì cái thành phần nước trong lotion nó nhiều hơn rất là nhiều. Nó cung cấp hàm lượng ẩm cho da nè, giúp cho da làm sạch sâu từ bên trong, ngăn ngừa những cái đốm nâu hình thành, cũng như mang đến sự tươi tắn, khỏe mạnh cho da. Và nó làm cho bạn tiết kiệm được cái serum và kem dưỡng khi các bạn sử dụng lên da của các mình nữa. Ngoài ra, lotion còn mang đến khả năng chống lão hóa cực kỳ tốt cho làn da và mang đến một mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Và lotion thì nó có hai dạng, thứ nhất là dạng nước và thứ hai là dạng sữa. Bạn có thể chọn loại nào đó phù hợp đối với làn da của các bạn và phù hợp với mục đích sử dụng thì bạn nên chọn loại nước hoặc là dạng sữa đều được bạn nhé. Và chúng ta thấy lotion thoa mặt và lotion thoa body và mang đến những hiệu quả chăm sóc da tuyệt vời cho tất cả các bạn. Nếu như bạn nào thường xuyên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thì các bạn sẽ biết đến lotion rất là rành. Phần thứ hai, cách sử dụng lotion như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất đây? Có lẽ phần này các bạn đang mong chờ và quan tâm nhiều nhất. Thì sau đây Trang sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé. Và nếu như bạn nào có cách sử dụng lotion đạt được hiệu quả tốt hơn thì các bạn có thể chia sẻ để các bạn khác tìm hiểu thêm và áp dụng cho mình. Cảm ơn các bạn trước nhé. Để sử dụng lotion đạt được hiệu quả thì đầu tiên bạn phải tẩy trang cho da mặt đi, xong bạn dùng sữa rửa mặt để rửa sạch da. Nếu như bạn có tẩy tế bào chết thì định kỳ mỗi tuần 2 lần bạn nhé. Và sau cái bước tẩy tế bào chết hay là cái bước rửa mặt đó thì bạn sẽ bắt đầu sử dụng lotion luôn. Bạn sẽ lấy bông tẩy trang thấm lotion vừa thấm lên miếng tẩy trang và chúng ta sẽ xoa dịu nhẹ trên da của mình. Nhớ là thấm nha các bạn, phải thấm ẩm và chúng ta mới bắt đầu massage lên da. Và sau đó thì bạn có thể sử dụng thêm serum hoặc là kem dưỡng bình thường. Vậy các bạn hỏi trang lotion có phải là toner hay không? Không phải nha các bạn, lotion là lotion, toner là toner chứ không phải lotion là toner. Cho nên các bạn cần lưu ý. Và lotion để đạt được hiệu quả tốt nhất thì bạn nên sử dụng mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối, và sử dụng sau cái bước bạn rửa mặt đó. Còn đối với lotion toàn thân thì bạn nên sử dụng sau khi bạn tắm xong. Tắm xong lau sạch người khô người đó bạn thoa lên thì nó sẽ thấm sâu vào bên trong làn da hơn, mang đến cái hiệu quả tích cực hơn. Như vậy là Trang đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách sử dụng lotion đạt được hiệu quả tốt nhất rồi. Chọn một cái loại lotion phù hợp với làn da của mình để các bạn sử dụng. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này hoặc là bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.